Và các bạn quay trở lại kênh YouTube của MAXHOME. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà máy thái rất là đẹp, rất là đẳng cấp được MAXHOME thiết kế thi công trọn gói ra gia đình nhà anh Phan Văn Hải. Địa điểm là tại thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Hải đã cùng với lại các kiến trúc sư của MAXHOME làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì sau hồ sơ thiết kế thì gia đình nhà anh rất là ưng ý, bởi vì MAXHOME đã thấu hiểu được cái nhu cầu cũng như thể là cái sở thích riêng của gia đình anh. Thì hiện tại thì chúng tôi đang trao đổi đàm phán về đơn giá thi công trọn gói công trình này. Thì trước khi đi vào trong những tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ MAXHOME. MAXHOME là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại MAXHOME đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua hai số online chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ Bảy hay là Chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó đang là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại, và MAXHOME đang là đơn vị tiên phong, đơn vị duy nhất hiện tại có thể bao thầu trọn gói trên toàn quốc. Bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhà đẹp, các bạn có thể vào trong website của chúng tôi, tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com, viết liền không dấu, hoặc là các bạn click vào đường link ở ngay phía dưới video là chúng ta cũng sẽ truy cập được website. Ở trên website này MAXHOME đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đối với lại những khách hàng mà chưa đủ tiền làm nhà, thiếu tiền làm nhà thì chúng tôi sẽ hỗ trợ vay vốn tối đa là 75% giá trị hợp đồng thi công trọn gói, với yêu cầu là chúng ta phải có bìa đỏ tên chính chủ. Chúng ta sẽ được xử lý hồ sơ miễn phí, từ hồ sơ thiết kế đến hồ sơ cấp phép, đến hỗ trợ với vốn ngân hàng, đến thủ tục thi công trọn gói. Tức là mọi vấn đề đã có chúng tôi lo. Quý khách hàng chỉ là người bám sát theo thiết kế, chốt hồ sơ thiết kế và chốt những nguyên vật liệu để sử dụng vào trong công trình. Với những khách hàng mà thiết kế thi công trọn gói trong tháng này thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều các phần quà. Ví dụ phần quà là lò vi sóng, bếp từ, tivi, màn hình phẳng. Và ngoài ra với những khách hàng mà ký hợp đồng trong năm để thi công ra ngoài năm, chúng ta cũng nhận được chiết khấu ưu đãi. Ví dụ như hợp đồng 1 tỷ chúng ta sẽ được chiết khấu lại từ 40 đến 80 triệu. Đấy là một chi phí nó, theo tôi nghĩ nó là một chi phí nó tương đối là lớn để chúng ta giúp cho chúng ta mua sắm thêm những nguyên vật tư vật liệu, hay là chúng ta mua sắm thêm những cái trang thiết bị nội thất, hoặc là những đồ dùng cá nhân mà chúng ta chưa đủ tiền sắm sửa. Quay trở lại mẫu nhà này, các bạn thấy rằng đây là một ngôi nhà một tầng mang rất nhiều những hệ mái nhấp nhô liên kết với nhau. Những hệ mái như thế này nó sẽ khiến cho công trình chúng ta trở nên đẳng cấp hơn rất là nhiều. Như những công trình chúng ta thường hay tự thiết kế, các bạn hay thấy rằng chúng ta chỉ có một hệ mái úp lên trên thì nó sẽ rất là thô, và nó rất là xấu. Còn khi có bàn tay của các kiến trúc sư thì các bạn thấy từ hình khối đến những cái thiết kế phù điêu họa tiết bên trên trong nhà nó ăn nhập với nhau, nó gọi là tông sật tông, nó hỗ trợ cho nhau, nó giúp cho công trình của chúng ta trở nên phù hợp và đẹp mắt hơn rất là nhiều. Đây là phần mái, nhìn từ phía trên xuống thì các bạn thấy rằng ngôi nhà này mang phong cách 1,5 tầng, chứ là chúng ta có phần phía trên cũng có thể sử dụng được phần tầng trên sắp mái. Còn đây là khu vực thái dương năng, vách kính, sân chơi ở phía sau. Mới nhìn thì chúng ta sẽ để ý rằng là phía trước nhà nó như thế là một tầng, còn lại sau nhà nó là một công trình 2 tầng. Đây là một cái điểm khác biệt ở trong công trình này. Phần cửa chính chúng tôi đang sử dụng là cửa của Lim Nam Phi với hệ đi lên là hệ ngũ cấp. Đúng rồi, bao giờ tôi cũng nhắc quý vị và các bạn, với những công trình đặc biệt là một tầng, chúng ta hãy thiết kế cái lối lên làm sao cho nó đảm bảo ít nhất là 5 cấp trở lên, để cho nó giúp cho cái việc không điều hòa không khí, giúp cho cái việc thông gió, cũng như giúp cho cái việc mà sau này chúng ta sửa chữa cải tạo nó trở nên dễ dàng và thuận tiện. Cái thứ hai là toàn bộ hệ cửa sổ chúng tôi đang sử dụng là cửa nhóm hệ sinh pha cao cấp, kính dán an toàn 2 lớp 6x38 hoặc là 8x38. Phần công trình này thì được thiết kế với gam màu lạnh để các bạn thấy không có những màu đỏ, không có màu cam, không có những màu sặc sỡ bên trên công trình, mà công trình nó mang sắc thái nhẹ nhàng. Cái việc phối màu sơn nó cũng rất quan trọng, nó đòi hỏi những am hiểu về nghệ thuật, những am hiểu về mỹ thuật, chứ không phải đơn giản. Chúng ta thường những ngôi nhà ở quê là một là chúng ta thích sơn những màu xanh như thế là xanh da trời, hay là màu xanh lá cây, hoặc là chúng ta sơn màu vàng, màu cam. Đấy là những cái màu mà chúng ta không theo bất kỳ một cái bài trí nào. Nếu như các bạn hiểu rõ về cái phong cách, về cái bố trí màu, cũng như thể là cái bố cục tỷ lệ màu, các bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đang thiết kế xa hết, chúng ta đang thiết kế xa hết toàn bộ. Thế nên là các bạn khi mà các bạn làm nhà hãy nên thuê những kiến trúc sư, những đơn vị uy tín như thế MAXHOME, là chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn biết được màu sắc nào là đẹp, màu sắc nào là phù hợp. Kể cả các bạn không đăng ký với chúng tôi, các bạn cần hỗ trợ chúng tôi cũng luôn hỗ trợ quý vị và các bạn 24/24. Đây là cái ngõ phụ để đi vào trong công trình. Nói chung là màu sắc công trình này ăn nhập với thiên nhiên rất là hài hòa. Đây là phần mặt đứng chính. Đây là phần nội thất ở trong nhà. Thì trước khi xem nội thất chúng ta hãy xem qua cái phần mặt bằng chi tiết công năng ngôi nhà này. Đây là phần hồ sơ thiết kế chi tiết hạng mục kiến trúc. Thì đối với MAXHOME chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ, bao gồm là kiến trúc, bao gồm kết cấu, điện nước, bóc tách nguyên vật tư vật liệu, chỉ định vật tư vật liệu, về phong thủy, về 3D nội thất, 3D ngoại thất, vân vân và vân vân. Tức là mọi cái yêu cầu, mọi hồ sơ để cần thiết cấu tạo một ngôi nhà để thợ từ những người không biết gì cũng có thể đọc hiểu được. Đấy là cái mà MAXHOME hướng tới. Ở trong cái phần hồ sơ kiến trúc là các bạn để ý cho tôi là cái đầu tiên các bạn xem là cái phần mục lục bản vẽ kiến trúc. Giống như việc chúng ta đọc một cuốn sách là vậy, các bạn phải hiểu được là trong cuốn sách của chúng ta có những bài gì, trang gì, những cái mục gì là chính, mục gì là phụ. Chúng ta phải hiểu được cái cốt sườn. Thì trong cái phần mục lục bản vẽ này nó cũng thể hiện cho chúng ta biết được hết. Ở trong cái bản vẽ chúng ta có những cái phần chi tiết nào, ở trang bao nhiêu, thì trong này chúng ta thấy được. Đây là về cái phần mặt bằng tổng thể hay còn gọi là mặt bằng định vị công trình. Thì chúng ta thấy rằng cái kích thước ngôi nhà này nó rất là rộng, tuy nhiên cái lối vào lại không được rộng rãi, mà lối vào chúng ta thường thấy là nó rất là hẹp với cái chiều rộng. Như tôi nhìn thấy đây chỉ rơi vào tầm ở khoảng 7 mét thôi, 7 mét. Đi vào sâu vào trong chi tiết ở mặt bằng chi tiết này thì các bạn để ý cho tôi là một kích thước chiều dài hay còn gọi là chiều sâu chúng ta là 18,5 m. 18,5 ạ. Và chiều ngang là bao nhiêu? Là 10,6. Như vậy là cái diện tích của chúng ta nó rơi vào gần 190 m², gần 190 m². Thì các bạn phân biệt cho tôi hai cái khái niệm, một là diện tích sử dụng, hai là diện tích xây dựng. Cái này thì tôi đã hướng dẫn các bạn rất nhiều trong các video trước của MAXHOME rồi. Thì khi mà vào trong sảnh chính thì chúng ta sẽ thiết kế bao gồm một phòng khách và một phòng thờ liên thông với nhau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ gồm một khu vực cầu thang đi lên ở trên tầng gác xép, 3 phòng ngủ ở ngay dưới phòng tầng 1, một khu vực phòng bếp và phòng ăn, và có 2 nhà vệ sinh, trong đấy có một nhà vệ sinh khép kín. Lên trên tầng 2 hay còn gọi là tầng lửng chúng ta có một phòng sinh hoạt chung, một khu vực thông tầng. Các bạn thấy khu vực phòng khách chúng ta thông tầng rất là cao và cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một phòng tập gym vô cùng lớn, rộng tầm 42 m². Như vậy là công trình này chủ nhà đang hướng tới những cái nhu cầu, những cái công năng sử dụng nó phục vụ cho chủ nhà. Tôi rất là thích những cái không gian như thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể biến tấu không gian thể dục này có thể thành một phòng tập gym, một phòng karaoke, hay là một phòng làm việc, một phòng học tập của những gia đình, của những người thân trong gia đình với nhau. Cùng xem qua cái phần mặt đứng ạ. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem qua cái phần nội thất trước đã. Đây là cái không gian phòng khách sẽ thông với khu vực bếp và phòng thờ. Đấy, các bạn thấy là họa tiết phòng khách nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Đấy, ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp là một hệ vách tủ tivi, có những cái đồ trang trí như tủ rượu, những cái đồ decor. Đây là không gian phòng bếp được thiết kế với chất liệu gỗ tự nhiên. Toàn bộ bàn ghế và chất liệu ghế đều được bọc nỉ cao cấp. Các bạn thấy là rất là đẹp. Còn đây là không gian phòng thờ. Đây là không gian phòng ngủ. Đấy, thì khi có bàn tay thiết kế của kiến trúc sư vào rồi thì các bạn thấy rằng công trình chúng ta rất là nổi bật. Chúng ta hãy cùng nhau xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình. Với cái phần mặt đứng này các bạn sẽ thấy được toàn bộ những cái kích thước chi tiết cũng như thể là cái chiều cao công trình. Công trình này với tầng 1 cốt cao độ là 3,3 m và tầng 2 chiều cao lên tầng gác mái là 1,8 m, là cái phần mái thấp nhất. Đấy, và cái chiều cao tổng thể của ngôi nhà này là 8,1 m. Như vậy trung bình chúng ta chia ra thì 2 tầng, mỗi tầng nó sẽ dao động vào tầm cỡ khoảng 3 m. Đấy, 3 m còn lại cộng thêm với lại cái phần mái nó rơi vào tầm 2 m nữa. Cái kích thước ngôi nhà này thì theo tôi thấy là nó cũng phù hợp rồi. Nhưng mà tôi muốn là cái tầng 1 bao giờ nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên ngôi nhà này có một cái đặc thù là cái gì các bạn biết không ạ? Tức là cái phần phòng khách và phòng bếp thì chúng ta đang để cái phần thông tầng. Khu vực phòng khách chúng ta đang để thông tầng có nghĩa là gì? Có nghĩa là bước vào trong phòng khách chúng ta sẽ nhìn lên trên chúng ta thấy rất là cao. Chúng ta có thể bài trí những cái hệ đèn chùm nó thả xuống dưới nó sẽ rất là đẹp. Bởi vì công trình này có gác lửng hay còn gọi là gác xép. Đấy, thì nếu như chúng ta làm quá cao thì trong những phòng ngủ thì nó sẽ rất là xấu. Thế nên là các bạn kiến trúc sư lựa chọn con số là 3,3 m để tôi đánh giá đây là một kích thước phù hợp và nó rất là đẹp. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại và các hệ mặt cắt. Các hệ mặt cắt rất là chi tiết và đẹp. và đẹp. Nói chung là khi mà những người thợ người ta xem các bản vẽ là người ta vẫn thích nhất là các bản vẽ của MAXHOME, bởi vì trong các bản vẽ chúng tôi đã thể hiện rõ ràng từng chi tiết một. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi các video của MAXHOME hay là video của các đơn vị khác, các bạn sẽ đánh giá được rằng là gì ạ, MAXHOME là đơn vị tiên phong hiện nay. Chúng tôi vừa có thi công trọn gói các thiết kế với hình ảnh màu sắc rất là tươi, rất là đẹp, và ngoài ra là những cái bóc tách chi tiết của MAXHOME nó luôn chi tiết và đầy đủ. Đấy, và chúng ta xem qua cái phần nữa quan trọng không thể thiếu được, đấy chính là cái phần kích thước thông thủy của những cái phần cửa chính và cửa đi. Nó sẽ liên quan đến một cái khái niệm gọi là thước lỗ ban. Thì để tra cứu thước lỗ ban thì các bạn phải quan tâm cho tôi được là gì, chúng ta trừ đi cái phần khuôn bao phào nẹp và trừ đi những phần cố định, và chúng ta chỉ tính ở bên trong thôi. Ví dụ như kích thước phủ bì của bộ cửa này là 2m7, nhưng chúng ta phải trừ đi những cái phần không tính tới. Ví dụ như 515 là phần cánh cửa chết, hay là 45cm là cái phần khuôn bao phào nẹp, thì chúng ta trừ đi. Và sau đấy các bạn vào trong website của MAXHOME, các bạn có vào trong cái mục thước lỗ ban. Đấy, trong này các bạn chỉ việc nhập thôi. Ví dụ như chúng ta nhập là 1580. Đây là kích thước của hai cánh cộng lại là 1m58, hay còn gọi là gần 1m6. Nó sẽ rơi vào cái cung là cái cung trung tín. Cung này nó nằm trong khoảng quý nhân, đây là một trong những cái khoảng cực kỳ tốt. Khi mà thiết kế trong khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Còn nếu như chúng ta lỡ may chúng ta thiết kế vào cái cung đen là cái cung án thành hoặc là hỗn nhân, ví dụ như tôi lấy là cái cung hỗn nhân, thì chủ nhà sẽ gặp hiểm họa rất là xấu. Gặp khoảng này thì chủ nhà sẽ bị tán tài tán lộc, trôi giặt tha hương, cuộc sống túng thiếu, gia đạo có người đau ốm. Đấy là những cái mà các bạn phải để ý, bởi vì không đơn giản mà tự nhiên những con số kích thước lỗ ban này nó tồn tại theo cái ngôi nhà của chúng ta hàng nghìn năm. Nó là cái phong tục Á Đông, là những cái kiến thức từ ngày xưa cha ông để lại. Thế nên là chúng ta hãy nên theo nó, mặc dù chúng ta không mê tín, nhưng chúng ta hãy theo những cái mà số đông người ta đã đúc kết và người ta sẽ truyền lại cho con cháu, để tránh những cái điều xấu, tránh những điều không tốt ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế hay là thi công trọn gói, các bạn vui lòng liên hệ qua hai số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.